kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay thứ bảy, ngày 24 tháng 4 sẽ mở đầu bằng một số tin tức nổi bật trong nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương ra soát kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc ách tắc cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nghị quyết phiên họp về triển khai công việc của chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Trên cơ sở thực tiễn quản lý điều hành, khẩn trương tổ chức ra soát, thống kê các quy định gây mâu thuẫn, trồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn. Việc ra soát này được thực hiện trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được đánh giá là đang gây khó khăn, vướng mắc cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu cần xác định cụ thể nội dung quy định, điều khoản, văn bản gây khó khăn vướng mắc cần sửa đổi bổ sung. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật cụ thể để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, góp phần khơi thông và huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả giả soát, thống kê và đề xuất kiến nghị gửi về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngày 23 tháng 4 tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các địa phương giai đoạn 2017-2020. Sau 3 năm triển khai giả soát, sắp xếp, cả nước giảm 2.302 trường, tương đương 6,6% tổng số trường. Trong đó, mầm non giảm 4,25%, tiểu học giảm 12,73%, trung học cơ sở giảm 9,82%, trung học phổ thông giảm 1,96%. Trường phổ thông có nhiều cấp học tăng 88,64%. Do sắp nhập để hình thành các trường liên cấp, Số điểm trường giảm 2.708 điểm trường, tương đương 6,65% số điểm trường hiện có giảm số lượng các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện từ 3 trung tâm trên một huyện xuống còn một trung tâm trên một huyện. Việc sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục đã tạo nên một diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả hơn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, Bộ trưởng cho rằng cần ra soát kỹ hơn việc sắp xếp tái cấu trúc các cơ sở giáo dục trong thời gian 3 năm qua, xem công tác này đã mang lại kết quả gì, thực trạng ra sao, đâu là vấn đề cần khắc phục, đâu là thành quả cần phát huy. Đặc biệt, kết quả giả soát đánh giá sẽ là cơ sở cho các kiến nghị về chính sách cho ngành. Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ trưởng cho biết lãnh đạo bộ sẽ có thêm các cuộc làm việc cụ thể hơn với một số tỉnh, thành phố để ra soát các vấn đề, tập hợp thông tin, phân tích tình hình kiến nghị ở từng địa phương, qua đó cùng tháo gỡ. Riêng về kiên cố hóa trường lớp, cần thực hiện có trọng tâm trọng điểm, có mục tiêu cụ thể, những gì làm được thì làm ngay. Trong đó ưu tiên số 1 cho kiên cố hóa trường lớp ở bậc mầm non. Hội nghị triển khai Nghị định 27 2021 NDCP, quyết định số 523 qdttg và quyết định 524 qdttg của Thủ tướng Chính phủ vừa diễn ra vào chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021. Trong 15 năm thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, ngành lâm nghiệp đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế lâm nghiệp đã giúp nhiều địa phương có nguồn thu ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động sự tăng trưởng của che phủ rừng có thể nói là một trong những chìa khóa giúp ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề án trồng một tỷ cây xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Tại hội nghị, nhiều địa phương đã kiến nghị ưu tiên công tác lựa chọn giống, tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030 không khai thác gỗ từ rừng tự nhiên, phát triển công nghiệp chế biến lâm sản gắn với quá trình cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng các địa phương cần nghiên cứu xây dựng tiêu chí về diện tích trồng cây xanh trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, xây dựng và tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ trồng một tỷ cây xanh tổ chức ra soát, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp và lâm sinh để hướng dẫn các địa phương thực hiện. Hôm nay ngày 24 tháng 4, nắng nóng sẽ lan rộng ra khắp Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi 39 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Có nơi trên 38 độ như Mường La Sơn La 40 độ, Sông Mã Sơn La 38,9 độ, Yên Châu Sơn La 38,3 độ. Dự báo ngày 25 tháng 4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60% thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Sáng 24 tháng 4, Bộ Y tế cho hay hôm qua có gần 47.000 người Việt được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là con số tiêm chủng kỷ lục trong một ngày tính tới thời điểm này. Tổng số người đã tiêm vaccine ở nước ta hiện là 176.037. Tính đến 16 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố, trong 176.037 người là cán bộ nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an và quân đội riêng trong ngày 23 tháng 4 có thêm 46.937 người được tiêm chủng vaccine phòng covid-19 tại 26 tỉnh thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine covid-19. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1966 QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine covid-19. Bộ Y tế khẳng định giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch sau tiêm vaccine là biến cố nặng hiếm xảy ra, gặp nhiều hơn ở phụ nữ dưới 60 tuổi. Theo Bộ Y tế, triệu chứng lâm sàng của hiện tượng đông máu sau tiêm vaccine thường xuất hiện từ 4 đến 28 ngày sau tiêm, với các biểu hiện như đau đầu dai dẳng, dữ dội. Các triệu chứng thần kinh khư trú, co giật, gợi ý đột quỵ, khó thở hoặc đau ngực, gợi ý thuyên tắc phổi hoặc hội chứng vành cấp, đau bụng, gợi ý huyết khối tĩnh mạch cửa đau phù chi dưới, gợi ý huyết khối tĩnh mạch sâu. Đặc biệt bệnh nhân ít khi biểu hiện chảy máu, xuất huyết da hoặc xuất huyết nội tạng. Tại quyết định, Bộ Y tế nêu rõ Tại cơ sở y tế xã phường, trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện, quận, cần theo dõi người tiêm vaccine COVID-19. Nếu xuất hiện ít nhất một trong các triệu chứng lâm sàng trên, cần chuyển người sau tiêm vaccine COVID-19 lên tuyến cao hơn và xử trí cấp cứu bệnh nhân nếu có hoặc tham vấn ý kiến chuyên gia các bệnh viện tuyến trung ương hoặc tương đương hạng 1, hạng đặc biệt tiếp nhận những người tiêm vaccine có biến chứng nặng, tham vấn ý kiến chuyên gia khi cần thiết. Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 145,6 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có hơn 3 triệu ca tử vong. Với 584.255 ca tử vong trong tổng số 32,6 triệu ca nhiễm, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đáng lo ngại, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 332.730 ca mắc mới COVID-19 và 2.263 ca tử vong. Cả hai con số này đều là những con số ghi nhận theo ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở quốc gia Nam Á này. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới hơn 300.000 ca. Dịch bệnh gia tăng khiến nhiều nước trên thế giới siết chặt các biện pháp, trong đó có hạn chế và đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ cũng như không cho phép nhập cảnh hoặc quá cảnh đối với những người đã đến quốc gia nam á này trong vòng 14 ngày. Cùng ngày ban chỉ đạo quốc gia Lào về phòng chống Covid-19 xác nhận có thêm 65 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tất cả đều là lây nhiễm cộng đồng. Đây là mức tăng trong ngày cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Lào. Tính tới thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận tổng cộng 159 ca mắc Covid-19, không có ca nào tử vong. Chỉ trong hơn 20 ngày đầu tháng 4, thủ đô Viêng Chăn đã có tới hơn 90 ca lây nhiễm trong cộng đồng, cho thấy tình hình Covid-19 tại Lào đang ở giai đoạn rất căng thẳng. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Huyện Bảo Lâm vừa tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2020, tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính huyện, xã và thị trấn trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện trên tất cả các lĩnh vực như công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, chỉ số đạt 87,5 điểm, xây dựng tổ chức thực hiện văn bản quy định pháp luật, chỉ số đạt 95,83 điểm, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chỉ số đạt 67 điểm. Cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chỉ số đạt 73,1 điểm hội nghị đã trao đổi thảo luận các vấn đề vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm công tác cải cách hành chính nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ áp dụng và thực tiễn công việc của cơ quan đơn vị trong việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trên địa bàn huyện Tính đến ngày 24 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Hòa An đã thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 250 người, trong đó có 114 cán bộ nhân viên y tế, 36 người là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện xã, 70 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Qua theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe 24 giờ sau tiêm của các trường hợp tiêm có phản ứng xảy ra như đau đầu, buồn nôn, sốt nhẹ, hiện nay đã hết biểu hiện các phản ứng thông thường, sức khỏe những người sau tiêm đều bình thường. Đối với các trường hợp tiêm vaccine phòng COVID-19, ngày 24 tháng 4 năm 2021 đang được theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe 24 giờ sau tiêm. Trong đợt này, Trung tâm Y tế Hòa An được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phân bổ 650 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca. Trong mấy ngày tới, Trung tâm Y tế huyện Hòa An tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo kế hoạch. Trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch là hết sức cần thiết, cấp bách để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Huyện Bảo Lâm vừa bế giảng lớp bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng thuộc 8 đảng ủy xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong số 78 học viên, có 76 học viên là dân tộc thiểu số, chiếm 97,4%, trong đó tài 40, nùng 18, Mông 14, Lô Lô 1, Sán Chỉ 2, Mường 1. Trình độ văn hóa, trung học phổ thông 67, trung học cơ sở 11, trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng 43, trung cấp 10, chưa qua đào tạo 25. Các học viên được học tập nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban tuyên giáo Trung ương quy định, qua đó nắm chắc được lý luận kiến thức cơ bản của nội dung các chuyên đề được học tập. Ngoài ra, các học viên được nghiên cứu và làm rõ thêm vai trò của đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 31 học viên đạt loại giỏi, chiếm 39,8%. Nằm trong chương trình huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ mới, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nguyên Bình huy động lực lượng dân quân tự vệ trồng hơn 60 cây xanh, hai bên đường bờ sông xóm Bắc Măn, thị trấn Nguyên Bình. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về công tác dân vận, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nguyên Bình đã huy động hơn 70 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất phối hợp với đoàn viên thanh niên thị trấn Nguyên Bình trồng hơn 60 cây xanh dọc hai bên đường bờ sông xóm Bắc Măn, thị trấn Nguyên Bình. Việc trồng cây xanh tạo cảnh quan đường bờ sông xanh sạch đẹp và tạo bóng mát phục vụ nhân dân dân luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lực lượng dân quân tự vệ đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân qua đó tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Bản tin 16 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.